Rồi, xin chào tất cả anh em đang truy cập vào kênh của âm thanh 7 Minh Chiến Bình Định. Và sau đây em sẽ qua và giới thiệu cho anh em đó là qua con rề Isotec SG9, là dòng rất là cao. SG9 là dòng cao cấp. Thêm có về con rề này là giá là 16 triệu 500. Giá đó cân đối và bao ship cho anh em, tất cả là hàng bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Thì rề này thì đối với các bác là đang dùng những con bao, con men khủng, muốn có một chất âm hay của dòng mà răng Isotec SG9 thì anh em gíp con rề này vào một cái bao hát karaoke hoặc là men, có thể tận dụng được có một cái âm ly nghe nhạc của đặc trưng của dòng Marantz SG9 và lại có công suất cực kỳ khủng của một con men. Thì anh em đánh hỏi các dòng loa nghe nhạc cực kỳ hay. Thì em không cần giới thiệu gì thêm những dòng rề cao cấp như thế này. Thì nó là chỉnh bass chép hai cái vế luôn nha. Giá 16 triệu 500. Thì các bác hôm bữa em giới thiệu có đòi hỏi em về ruột gan. Thì ruột gan nó đây, rất là mới đây. Phần bên trong này nữa nha. Được chia lại đấy. Một tăng phô nguồn và nói chung là phần rề là phần âm sắc thôi, còn phần bao là phần công suất. Thì anh em nào có thể tận dụng những con bao ở nhà mình như là mấy con men có công suất cả ngàn watt thì anh em ghép vào và sẽ có một âm sắc rất tuyệt vời, và được trong đó là được một cái công suất đẩy của cái men của mình. Và tiếp theo em giới thiệu cho anh em là những con là dòng Vanker Pro B3. Lưu anh em hàng này là hàng chính hãng nha, không phải hàng loại 1 loại 2 nha. Giá là 2 triệu cho anh em. Hàng giấy tờ đầy đủ, có hộp bảo hành 6 tháng cho anh em. Về giới thiệu những cái vang này thì đầu tiên thì vang này có bộ mạch chống hú bên trong. Nó tích hợp luôn chống hú cho anh em khỏi tốn tiền mua một cái chống hú nữa nha. Chống hú nó hoạt động bởi nút đường xe, chúng em giới thiệu cho anh em xem. Vang này dòng Pro nha, dòng cao cấp nha. Sở hữu 3 lỗ mic vào và 3 volume. Đây là phần echo cho, đây là những cái volume chỉnh chống trĩ im khi vặn. Anh em dùng một trụ vít nhỏ như vậy nha, tinh chỉnh đến lúc nào anh em thấy ưng ý thì dừng lại đấy. Nó cổng có hai công văn AUX. Đây là phần echo cho này gồm reverb, delay, bass, mic chép, echo lever, phần mic của chỉnh volume mic, bass mic chép của mic này, phần music bass mic chép luôn, đặc biệt là chỉnh bass, tiếng mic, tiếng chép ba lần rất là hay. Hay là volume mic và volume nhạc, anh em có tăng nhạc cái này. Đối với con này thì anh em gíp với những con âm ly nghe nhạc ở nhà gia đình mình và dùng để tận dụng hát karaoke rất là hay. Cái phần âm thanh con này rất là hay nha. Nếu anh em dùng con này thì cũng không thể cần cần mà dùng tai lọc đâu, tại vì những dải tần bass mic chép nó rất là mạnh, rất là căng, rất là sáng tiếng. Về lần sau thì khi anh em mua hàng thì bên em có kèm theo cho anh em là một bộ dây ba lăng như thế này. Thì anh em chỉ cần về và kém xuống cái âm ly thôi, cái âm ly nghe nhạc của mình nó kém số đường AUX hoặc là tuner gì đó, thì anh em chỉ cần kém vào và bật nguồn lên và bật bộ lượng. Đây là cái phần đây, khi anh em thả ra nhấn vào là nó sẽ chống hú nha. Phần đây là phần optical. Đấy, optical cộng quang lên TV xuống nha. Đấy, đây là phần mic 5, mic 4. Đây là đường tín hiệu nhạc vào AUX1, AUX2 cho những thiết bị như laptop, điện thoại. Phần đây là phần cho sub này nè, kém ra sub, sub foot đấy. Đấy, tặng thêm một bộ dây ba lăng này nha, gắn xuống âm ly. Đấy, giá là 2 triệu, em đã bao ship toàn quốc cho nên, bảo hành 6 tháng cho nên. Phần này rất là hay. Và anh em có thể dùng kết nối là Bluetooth nha, Bluetooth qua điện thoại. Anh em có thể dùng điện thoại và nghe nhạc. Con này sóng Bluetooth rất là rộng nha, tầm 30 mét nha anh em, sóng rất là tốt. Anh em chỉ cần cầm điện thoại và bấm bài hát và tự động nó sẽ hát thôi. Và tiếp tục là giới thiệu cho anh em là một dòng mic bãi của dòng K-Pop K1. Bên em bán giá là 3 triệu 200. 3 triệu 200 nha anh em. Số lượng vang em có rất nhiều để phục vụ anh em ở mọi miền Tổ quốc đang chơi những cái âm ly nghi nhạc để tích hợp các karaoke luôn. Mic K-Pop K1 rất là đẹp nha, em về rất là nhiều.
3,2 triệu một con nha. Chất lượng rất là ok luôn, hàng xịn nha, hàng bãi xịn. Giá 3,2 triệu, còn van cơ là giá 2 triệu bao ship nha anh em. Van cơ rất tiện cho anh em là nó không có, anh em muốn chỉnh sao chỉnh, nó không như van số rất là cực. Anh em muốn hát kiểu van như thế nào thì anh chỉnh theo van như thế đấy. Nó rất ít bị lỗi, còn van số nó hay bị lỗi đó nha anh em. Rồi em giới thiệu cho anh em một số dòng dây như thế này. Sáng nay có về hai bộ Kama, là một bộ là dây AV, một bộ dây 35. Dòng là dòng xịn nhan chất âm cực kỳ hay luôn, được anh em tin dùng được trước về rất là nhiều cái dây loa luôn. Dây rất là to nha anh em. Giá là dây AV là 6,5 triệu, còn bộ 35 là giá 7 triệu. Và dòng dây AV chủ lực bên em là dòng dây bãi Hà Lan, đầu RC của Mỹ, được mạ vàng xịn 100%. Dây này tiếng cực kỳ hay nha, không ai chê cái dây này hết, anh em mua rất là nhiều. Giá 1,2 triệu. Còn dây là dòng dây Monter của Mỹ, mã là 850 SVK, dòng dây này thiên về bass rất là nhiều. Giá là 1,2 triệu luôn nha anh em. Dòng dây loa Monter M2.2SHC, dòng dây 2,7 triệu bán rất là nhiều rồi. Đây là những con rack kìm theo, 2,7 triệu là có kìm theo rack nha anh em. Rack đây là sử dụng dây bạc nha anh em. Này, kém vào đường âm ly. Còn dòng dây đây Monter M2.2S dây bãi xịn 100%, tất cả là dây bên dây bãi hết nha. Xịn, dây của Mỹ nha. Cái này thì thiết kế đầu mỏ chim cho anh em. Anh em có thể kém thầu với các dòng âm ly và loa ở thị trường Việt Nam mình. Dây giá này là 1,5 triệu cho anh em chơi. Giá rất là ngon đối với dòng dây này. 1,5 triệu thôi nha. M2.2S dây bãi xịn của Monter. Mấy nồi nha. Cân nặng của một bộ dây mà Monter M22S này là hơn 2 kg nha nè. Có cấu thành là 12 lõi, xéo lõi đồng oxycode và xéo bó đồng sợi tơ, đó là 12 lõi. Và con M22HC cũng thế, mà đều cấu hình nó to hơn một tí. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha, qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp nha. Đây là con rề Isotet SG9 giá 16,5 triệu, hộp gỗ ring, tất cả nguyên bản, chạy hoạt động rất là hay. Tiếng con này là khỏi phải bàn rồi. Anh em nào nhanh tay thì sở hữu nha.